Ngày 22 tháng 4, trang mạng trên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 độ Bắc của Mỹ thông báo, các hình ảnh vệ tinh thương mại được chụp cho thấy là một số hoạt động của vật thể, dường như là các xe móc tại bãi thử hạt nhân Pungjiri thuộc tỉnh Bắc, Hamkyong, Đông Bắc Triều Tiên. Theo các hình ảnh này, thì có những dấu hiệu của một số xe kéo dọc đường dẫn đến bãi phế liệu và một xe chở thiết bị nhỏ gần cửa vào phía Bắc. Đường hầm được cho là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. Các chuyên gia phân tích cho hay, một mái vòm được cho là để che các thiết bị vẫn còn nguyên. Bên cạnh đó thì việc bơm nước ra khỏi đường hầm để đảm bảo khu vực xung quanh có môi trường tốt nhất phục vụ cho việc tiến hành một vụ thử tên lửa hạt nhân đã ngừng lại. Những hình ảnh này tiếp tục sẽ là bằng chứng cho thấy Triều Tiên có khả năng tiến hành vụ thử tên lửa hạt nhân thứ 6 tại Bunguri vào bất cứ thời điểm nào nếu được lệnh từ Bình Nhưỡng.